Nếu con đi khỏi đây rồi thì con đừng bao giờ quay trở lại Đỗ gia nữa. Hạnh phúc bị đánh cắp, phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VOV. Mình đi theo em nha mình. Mẹ, con muốn đi khỏi đây sao? Con không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Con xin mẹ hãy tha thứ cho con. Mẹ không nghĩ con lại là người ích kỷ như vậy. Chồng vừa mới mất lại muốn rời khỏi gia đình và chồng. Con làm như vậy coi có được không? Mẹ ơi, chỉ là con không thể đối diện với mẹ được. Vì mỗi lần mẹ nhìn thấy con, mẹ sẽ nhớ đến anh Tuấn. Mà như vậy thì làm sao con có thể chăm sóc được cho mẹ đây? Mẹ không muốn nghe gì hết. Mẹ ơi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ đừng có làm việc quá sức, chồng con sẽ đau lòng lắm. Con đã quyết đi rồi thì cậu quan tâm đến mẹ làm gì? Mẹ cứ trao quyền thừa kế lại cho anh Dương đi. Bận rộn với công việc, anh Dương cũng sẽ vơi đi phần nào nỗi buồn vì để thất lạc Bảo Quỳnh. Mẹ tự biết mẹ phải làm gì. Còn con, nếu con đi khỏi đây rồi thì con đừng bao giờ quay trở lại Đỗ gia nữa. VOV phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.